đánh đố dành cho những kẻ đánh võng. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, chuyến thăm châu Âu của ông Phúc nhận được gì? Cho tới những ngày đầu tháng 6 năm 2019, số phận của EFTA, Hiệp định Thương mại Tự do châu Âu-Việt Nam vẫn còn nguyên giá trị đánh đố dành cho những kẻ đánh võng mà không có lấy một chút thực tâm cải thiện nhân quyền. Từ sau chuyến thăm ba nước châu Âu là Nga, Na Uy và Thụy Điển của Thủ tướng KLMV Nguyễn Xuân Phúc vào cuối tháng 5 năm 2019 cho đến nay, vẫn chưa có bất kỳ tín hiệu nào cho thấy EFTA sẽ được ký kết và phê chuẩn vào cuối tháng 6 như một số nguồn tin của đảng và thân đảng khấp khởi trước đó. Một trong những nguồn tin như thế xuất phát từ ông Bruno Angeles, đại sứ trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam. Cao ủy Thương mại châu Âu dự kiến họp thông báo những nội dung liên quan đến EFTA vào ngày 28 tháng 5. Theo kế hoạch, Ủy ban châu Âu và Nghị viện châu Âu sẽ thông qua quyết định cho phép ký kết hiệp định này vào ngày 25 tháng 6. Nhiều khả năng lễ ký EFTA sẽ chính thức diễn ra vào ngày 27 hoặc ngày 28 tháng 6. Bruno Angeles hào hứng thông báo với một tờ báo quốc doanh là Nhịp cầu đầu tư. Bruno Angeles là một trong những quan chức châu Âu vẫn thường biểu thị sự nôn nóng về EFTA được ký kết phê chuẩn càng sớm càng tốt, nhưng phát ngôn và hành động của ông lại không mấy quan tâm đến các điều kiện cải thiện nhân quyền. Rất ít khi Bruno Angeles gặp gỡ và chia sẻ với giới đấu tranh nhân quyền ở Việt Nam. Khá đồng điệu với nhận định của Bruno Angeles, tờ báo của Bộ Công Thương, đơn vị được giao nhiệm vụ đàm phán trực tiếp về EFTA, vào cuối tháng 5 năm 2019 đã được đưa ra dự đoán đầy hy vọng là EFTA có thể được ký kết trong những tuần tới. Trong những tuần tới cũng là thông tin cụ thể nhất mà Thủ tướng KLMV Nguyễn Xuân Phúc cho báo đảng biết về tương lai ký kết EFTA. Nhưng lãng mạn hơn là Bộ Công Thương, ông Phúc còn đề cập tương lai ký trong những tuần tới cho cả EFTA, EV3, Hiệp định Bảo hộ đầu tư với Liên minh châu Âu EU. Chuyến đi châu Âu vào cuối tháng 5 năm 2019 của Thủ tướng KLMV Nguyễn Xuân Phúc, đặc biệt thăm Na Uy và Thụy Điển, chính là nhắm đến mục tiêu ký trong những tuần tới cho không chỉ EFTA mà còn cả FVB. Hiệp định được xem là thực chất hơn nhiều so với EFTA về mức sản sinh lợi nhuận nhằm nuôi nấng chính thể độc tài, độc đảng, độc trị ở Việt Nam. Trước đó một tháng, Nguyễn Xuân Phúc KLMV cũng đã đến thăm Cộng hòa Séc và Romania, hai nước thành viên của EU. Tuy chỉ là một quốc gia nhỏ trong khối EU nhưng Romania lại đóng vai trò khá quan trọng vì hiện thời đang là chủ tịch luân phiên của EU. Dựa vào mối quan hệ truyền thống các nước xã hội chủ nghĩa anh em trước đây, hẳn chính thể Cộng sản Việt Nam hy vọng có một thuyết phục được Romania gật đầu cho EFTA dễ dàng hơn là các nước phương Tây đang căng thẳng với Việt Nam về vấn đề nhân quyền. Ngay trước chuyến đi của KLMV Nguyễn Xuân Phúc là chuyến đi Pháp và Bỉ cuối tháng 3 năm 2019 để vận động cho EFTA của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Hai chuyến đi liên tiếp trong một thời gian ngắn của hai nhân vật còn lại trong tam trụ đã phản ánh nhu cầu mót EFTA của chế độ độc đảng, độc trị Việt Nam đến mức độ nào. Cho đến lúc này, ý đồ ẩn giấu của chính thể độc đảng Việt Nam đang dần lộ ra. Sau tháng 2 năm 2019 khi EFTA bị Hội đồng châu Âu hoãn vô thời hạn và nguồn cơn thực chất là vô số vi phạm nhân quyền của Hà Nội, Nguyễn Phú Trọng và Bộ Sậu, Bộ Chính trị của ông ta đã phải tìm ra lối thoát. Một lần nữa, trong rất nhiều lần, Hà Nội lại hứa hẹn sẽ cải thiện nhân quyền dù đã chẳng có bất kỳ lần nào trước đó lời cam kết này được biến thành hành động. Thậm chí giới công an trị Việt Nam còn hành động ngược lại khi gia tăng bắt bớ giới bất đồng chính kiến trong giai đoạn gần nhất từ giữa năm 2016 đến nay. Những chiến thuật của sự ti tiện, không khí đàn áp nhân quyền ở Việt Nam vào thời gian này vẫn đặc sệt như một thùng thuốc súng, chưa có bất kỳ một dấu hiệu nào cho bất kỳ một cách cải thiện nhân quyền nào dù chỉ mang tính mị dân hoặc để đối phó với cộng đồng quốc tế. Sát ngày 30 tháng 4 năm 2019, kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, công an trị Việt Nam lại bắt bớ hàng loạt người dân và quy cho họ âm mưu lật đổ chính quyền.
Chưa kể nhiều người bất đồng chính kiến đã bị công an bắt cóc từ ngày Quốc Khánh 2 tháng 9 năm 2018 mà cho tới nay vẫn chưa được trả tự do. Còn ngay sau khi đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ kết thúc vào tháng 5 năm 2019, công an Việt Nam lại gia tăng bắt bớ những người hoạt động nhân quyền và xã hội dân sự. Nhà giáo Nguyễn Năng Tĩnh ở Nghệ An là một trong những vụ bị bắt giam mới nhất. Cùng lúc, chính thể Việt Nam chỉ mang ra Quốc hội bàn về việc ký phê chuẩn Công ước 98 mà không nói gì đến hai công ước quốc tế còn lại về lao động, khiến lộ hẳn ý đồ chính thể này đang tìm cách qua mặt Liên minh châu Âu ký cho có Công ước 98, là một công ước thuộc loại dễ dàng nhất về nhân quyền để đạt được mục tiêu có được EFTA nhưng vẫn lờ đi Công ước 87. Việc sửa đổi bộ luật lao động cũng trí trá và ma mãnh không kém khi dự thảo này tuyệt đối không đề cập đến khái niệm công đoàn độc lập. Chỉ có thể nói rằng đó là những chiến thuật của sự ti tiện. Cần nhắc lại quan điểm vào trước bắt sau của Hà Nội là rất nhất quán từ thời WTO. Vào năm 2006, chính thể Việt Nam tạm ngừng bắt bớ giới hoạt động nhân quyền để đổi lấy điều kiện được Mỹ chấp thuận cho tham gia vào Tổ chức Thương mại Thế giới và còn được nhấc khỏi CPC, danh sách các nước cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo của Mỹ. Nhưng khi đã ung dung vào ngồi trong cái ghế của WTO và hưởng lợi lớn từ nhiều ưu đãi của tổ chức này, Việt Nam lại bắt bớ trở lại và ồ ạt hung hãn đầy sắc máu đối với nhiều người hoạt động nhân quyền và bất đồng chính kiến. Chính thói chủ quan kênh kiệu dởm đời và không chịu thay đổi não trạng đàn áp nhân quyền của giới chóp bu Việt Nam đã khiến hàng ngàn doanh nghiệp Việt Nam mất cơ hội được tham gia sớm vào thị trường EU khi EFTA bị hoãn ký. Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc nhận được gì? Những chuyến đi châu Âu của Nguyễn Thị Kim Ngân và Nguyễn Xuân Phúc CLMV trong nửa đầu năm 2019 rất có thể chỉ nhằm phát đi những cam kết mà rất có thể vẫn chỉ là lối hứa quậy về nhân quyền. Vội vàng thông qua Hiệp định Thương mại với Việt Nam sẽ là một sai lầm lớn. John Sexton, Giám đốc Vận động Ban Á Châu của Human Rights Watch đã hoàn toàn đúng khi nhận định như vậy. Liên minh châu Âu EU và phái đoàn châu Âu tại Việt Nam rất có thể sẽ phải nhận thêm một bài học đắt giá nữa nếu duy trì thái độ cả tin thái quá đối với một chính thể đã có quá nhiều bài học để chẳng xứng đáng nhận được một chút tin cậy nào về cải thiện nhân quyền. Nhưng vào lúc này, có thể những người Âu Châu đã rút ra được bài học xương máu như người Mỹ trong các cuộc đàm phán nhân quyền bất tận và vô nghĩa với Việt Nam. Chính sách đổi tù nhân lương tâm lấy lợi ích thương mại của Việt Nam cực kỳ xuyên suốt, cho đến khi nào chính thể này còn chưa bị đẩy vào chân tường. Một tín hiệu đáng chú ý là sau chuyến quốc tế vận ở châu Âu của Nguyễn Xuân Phúc, khác với cái nhìn lãng mạn của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc CLMV về EFTA và FVP, có thể được ký trong những tuần tới, cụm từ này đã biến mất trên cửa miệng của Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh, quan chức tháp tùng Nguyễn Xuân Phúc CLMV trong chuyến đi Na Uy và Thụy Điển, khi ông ta trả lời phỏng vấn trang web của Bộ Công Thương. Mà chỉ là Bộ Công Thương đánh giá cao sự hỗ trợ về kinh tế thương mại của bạn trong thời gian qua và đề nghị Thụy Điển ủng hộ sự phát triển quan hệ toàn diện Việt Nam-EU, đặc biệt là việc phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy ký và phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do EFTA và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam-EU, EVIPA, một cụm câu nặng lề về tính xã giao và thực chất là sáo ngữ bởi những gắn kèm bất kỳ mốc thời gian cụ thể sẽ ký kết khi nào. Thái độ thận trọng và kín kẽ của cơ quan chuyên môn Bộ Công Thương chứ không phải lối hô hào phô trương huênh hoang như đậm cảm tính của Thủ tướng CLMV cho thấy nhiều khả năng phía Na Uy và Thụy Điển đã chỉ hứa hẹn chung chung ủng hộ Việt Nam tham gia vào EFTA, nhưng không có bất kỳ văn bản cam kết nào về việc này, cũng không khẳng định bất kỳ mốc thời gian cụ thể nào để tiến tới ký EFTA. Thái độ rất tương đồng với cách thể hiện của một chính phủ ở châu Âu trước những đoàn vận động EFTA của Việt Nam vào năm 2017, cũng là bối cảnh có đến hơn chục tay tống bị tống vào ngục tù, ngục tối. Đó là những người đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền đã bị như vậy. Xin cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối.
xin hãy bấm vào nút đăng ký, bấm vào quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.